Chào các bạn đã trở lại với nhóm review. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm hoặc cách chế tạo một cái động cơ bắt vít để các bạn dễ sử dụng hơn trong các cái công việc tháo bắt vít trên bộ mạch, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Thì ở đây tôi có một cái động cơ bắt vít, thì con này sẽ hoạt động tầm 3 đến 12V, dòng từ 0 đến 1A, 1A hơn. Đây tôi sẽ có một cái module điều khiển tốc độ động cơ này, dùng PWM để thay đổi tốc độ động cơ. Thì cái module này hoạt động ở mức điện áp không từ 5 đến 24V DC, dòng đó nó bằng 3 nhé. Đây thì đây nó có 3 chân. Đây. Thì chân này sẽ là chân điện áp vào nguồn dương. Và hai chân này hai chân âm, thì chân này là chân âm vào và chân này chân âm ra. Các bạn nhớ chú ý là khi chúng ta lắp thì chúng ta phải lắp cho đúng, tránh trường hợp lắp nhầm. Đấy. Thì ở đây hôm nay tôi sẽ sử dụng hai quả pin cell làm nguồn, hai quả pin ultrafine 3,7V. Bên cạnh đó tôi sẽ sử dụng một cái công tắc đảo chiều động cơ, một công tắc đảo chiều động cơ. Thì cái động cơ này có thể đảo chiều được, mình có thể xoay ra xoay vào được, nên tôi sẽ dùng cái công tắc này để đảo chiều động cơ. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì ở đây đầu tiên tôi sẽ đầu dây cho cái motor này. Ở đây tôi sẽ sử dụng một cái giắc cái. Tôi sẽ dễ dàng tách cái motor này thành một cái vuông riêng. Sẽ đấu vào một cái hướng dẫn như này. Này, giờ tôi sẽ gắn nó vào đây.
Đây, tôi đã gắn thành này lúc các bạn dùng các bạn bấm này rất tiện. Thì tôi sẽ kết nối cái mạch điều khiển động cơ này. Đây tôi sẽ sử dụng cái đế pin, sẽ lắp pin vào đây. Để đầu nối tiếp nha các bạn. Đây là hai đầu nguồn. Thì nó sẽ đâu ở đây. Thì các bạn tôi đấu chân, đây là chân âm, đây là nguồn âm sẽ ở đây. Thì cái đầu nguồn dương này sẽ phải đấu ra, mình sẽ phải lấy một dây nữa để ra, mình sẽ nối vào cái công tắc chuyển công tắc đảo chiều, để cần một dây nữa. Bây giờ tôi sẽ nối với một dây âm ra là cái công tắc và chịu động cơ. Đấy. Tôi sẽ nối nó vào công tắc đảo chiều động cơ. Thì với công tắc đảo chiều động cơ này thì tôi sẽ phải nối, tôi chéo hai chân này với nhau, hai chân này với nhau. Thì xem bên này thì tôi sẽ, đây sẽ cũng sẽ là hai đầu ra cho cái động cơ. Tôi sẽ dùng hai cái găng đực. Đây dùng hai găng đực. Tôi đối kèm vào đây.
Ok. Giờ rồi sẽ đấu hai tên quân ở giữa. Về cơ bản thì đã xong, bây giờ tôi sẽ thử kết nối với động cơ. Thế khi mà tôi sẽ đặt đây, các bạn thấy quay như là công tắc lập tức là chuyển động cơ. Và như tôi xoay module một cái độ này sẽ làm thay đổi tốc độ. Các bạn có thể thay đổi tốc độ, bạn viết nhanh hay chậm tùy. Bây giờ thì tôi sẽ làm quặn cái module, tôi sẽ cho cái hộp nhựa. Đây tôi có hộp nhựa này, tôi đã đục sẵn lỗ để có thể lắp đặt cho cái phần cái của tôi gọn hơn. Các bạn có thể tìm mua hộp nhựa này tại cửa hàng bán linh kiện, tại cửa hàng bán linh kiện của chúng tôi Minh Hà có rất nhiều loại hộp, hoặc các bạn có thể sử dụng thay thế bằng các loại hộp khác cũng được. Các bạn có thể cắt mica hoặc là các bạn có thể dùng bìa cắt tông nếu các bạn không muốn mua hộp, đều được hết. Nên sao nó bạn để nó gọn gàng, các bạn dễ dàng sử dụng nhất là được. Tôi sẽ bắn một ít keo lên đây để giữ chắc chắn hơn. Hai cái nguồn ra ngoài. Cho đi pin vào. Tôi cũng sẽ này, tôi sẽ cho vào bên dưới. Thì cái hộp này của tôi là nó hơi bị chặt một chút. Như vậy mình đã hoàn thành
Bây giờ mình thử trên cái mạch, mình sẽ thử khoan vít, tháo vít. Đây, mình sẽ có cái mạch này, sẽ có phần ốc. Mình sẽ thử. Bên này rồi. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và quan tâm. Hãy subscribe và like để xem thêm nhiều sản phẩm mới của chúng mình nhé.